Bạn nô có về nữa không? Dạ, có. Vẫn về trường à? Ừ. Ô, sợ không đèo nữa. Đây ô tô vào thoải mái nhỉ? Vâng. Ở dưới này có quán đúng không? Có, này có quán. Ở số nô có quán. À, xóm nào cũng có quán hết nhỉ? Đường này mưa thì đi làm sao mà được đúng không? Trong là đá thế này. Thế này cái xe của thầy nát hết mất. Khó đi lắm. Đường này mở lâu chưa? Lâu rồi. Khoảng mấy năm rồi? Lúc còn bé rồi. Lúc còn bé rồi, từ lúc bọn em bé rồi. Thế mà vẫn chưa đổ bê tông nhỉ? Wow, rừng trúc đẹp quá. Quay cái rừng trúc này. Em cứ hướng máy quay ra rừng trúc đi. Sao máy không thấy chứ? Anh nhìn thấy được rồi. Tắt màn hình để tiết kiệm pin. Khu rừng trúc đẹp nhỉ? Đẹp quá. Nhưng chưa vào nhá, vào. Trong này có ma? Không có. Rừng trúc quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Rồi, quay đường đi tiếp. Đi khó quá. Bên dưới này phải dừng xe, bên sửa xe khó đi quá. Khó đi quá. Chỗ này thôi. Đâu? Sao đâu? Đoạn này khó đi à? Như này mà có xe máy thì cũng phải gửi ở dưới thôi nhỉ? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hiện tại thì mình đang đi cùng hai em học sinh của mình đi vào nhà của bạn Nô
một hoàn cảnh rất là khó khăn. Bạn Nô thì mồ côi bố rồi, mẹ thì bỏ đi lấy chồng khác, và hiện tại thì hai anh em đúng không? Hai anh em sống với bà nhỉ? Đúng rồi Nô. Em trai hay em gái? Hả? Nhà có em trai hay em gái? Em gái học lớp 2 đúng không? À lớp 3. Và hai anh em nương tựa vào người bà đã 60 tuổi rồi. Thì các bạn cũng thấy quãng đường của mình đi rồi đấy, rất là khó khăn. Mình di chuyển xe máy mất khoảng 30 phút các bạn ạ. Đường thì toàn là gập ghềnh sỏi đá thôi. Mình di chuyển mất khoảng 30 phút đi xe. Và mãi đến tận bây giờ mới đến được nhà của bạn ấy, bạn Nô này. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong một chút. Có ai ở nhà không? Hả? À, đang đi mở cửa à? Nhà rất là nhiều củi luôn. Đây là thuộc xóm Tỉa Cua Si ở Mèo Vạc các bạn ạ. À, có cái cối xay rất là cổ này. Thế bình thường là ăn mèn mén à? Hả Nô? Đây là nước đúng không? Đây là đựng nước về đổ cho vào đây đúng không? Để uống đúng không? Nhà tối thế à? À, nhà cũng xây kín cổ, khang trang phết. Tối quá, mở cửa ra xem nào. Đâu Nô đâu rồi? Úi dồi ôi, nhiều gà quá. Toàn gà ấy chứ nhỉ? Toàn gà... Hả? À, ớ, bò nhớ xe là. Bà được 70 tuổi đây đúng không? 74 à? 74 mà vẫn rất khỏe nhỉ? Bò tàu... Sa... Sa trò plau. Nhờ, sa trò plau sung. Sa trò plau sung. Ờ. Sa trò... Sa chầu trâu sa luôn. Sa chầu trâu sa. Ừ. Nó thì cuốn đó là sa chầu gì đâu. 78 rồi. Là nuôi hiện tại là em vẫn phụ thuộc vào bà đúng không? Là hai anh em. Bạn này thì mới lớp 6 thôi. Và có một đứa em lớp 3 nữa. Thì sống phụ thuộc vào cho anh ạ. Phụ thuộc vào bà 61 tuổi này. À 778. À. Thế là bố của Nô là bị sao mà mất? Bị tai nạn hay là bị bệnh? À ăn lá ngón à? Chắc là hai vợ chồng cãi nhau gì? Là ăn lá ngón. Thế là mấy tuổi Nô được mấy tuổi là bố bạn ấy mất? 4 tuổi. 4 tuổi. Thì bây giờ Nô là 11 tuổi nhỉ? Là mất được 7 năm rồi. Thế vợ mẹ của Nô đi lấy chồng khác là đi lấy chồng khác rồi. Lấy ở cùng xóm hay là ở đâu? Cùng xóm. Xóm này luôn à? Ừ, lấy đi lấy chồng khác được mấy năm rồi? Chồng khác được chồng bà ấy quán nhỉ? 3 năm. À, chính là bán hàng đấy luôn à? À được 3 năm rồi. Thế mẹ có hay sang thăm mình không hả Nô? Có. Một tuần mấy lần như này? Một lần. Hai lần. Có mang cái gì về cho ba bà cháu mình không? Không à? Bố mẹ chỉ lên thăm bình thường thôi. Thế là bình thường. Thế thì mình bà có được hỗ trợ tiền nhà nước không? Nhà nước hỗ trợ gì không? Hay là bọn em có được hỗ trợ gì không? Có. Có à? Một tháng được bao nhiêu bà ấy? À, bây giờ không cho nữa. Thế bà thì 78 tuổi rồi thì cũng không có khả năng lao động rồi nhỉ. Bây giờ thì hai cháu thì may ra được đi học là đâm ra là còn nhà nước nuôi đúng không? Là được hưởng cái chế độ nhà nước ăn ở tại trường, ngủ tại trường. Chứ không ở nhà thì nhà mình có nhiều nương không hả Nô? Thế bình thường ở nhà nếu mà nghỉ hè thì em đi làm nương à? À thì ăn ngô đúng không? Bình thường là mình cứ ăn mèn mén thôi chứ không có gì khác đúng không?
Rất là khổ. Cái nhà này là trước bố làm xong thì bố mới mất đúng không? Cái này là ai làm đấy? À, mẹ làm xong cái này mẹ mới đi lấy chồng. Thế sao mẹ lại làm cái nhà đẹp như thế này rồi lại bỏ con đi là thế nào? Xem nào. Rất là may là ở cái xóm này các bạn ạ. Cái xóm này thì hầu như là không có sóng điện thoại luôn. Các bạn nhìn thấy bốn bề là núi này. Bốn hướng đều là núi đá cao vun vút như thế này luôn. Và rất may là ở đây có một cái quán bán hàng tạp hóa. Cho nên là mình săn tiền ở đây mình mua đồ luôn, lên để biếu bà luôn. Bởi vì nói thật với các bạn, từ cái vị trí trường học của mình ra đến đây nó đã đi khoảng 30 phút đi xe máy thì các bạn biết nó xa như thế nào rồi. Bình thường các em đi học ấy thì các em phải đi trước 3 tiếng. Theo như tâm sự của bạn lớp trưởng ấy là đi trước 3 tiếng đi bộ thì mới đến được trường kịp giờ. Và bây giờ thì mình sẽ mua đồ và món quà này mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây là món quà của anh Harry Nguyễn, có tên thật là Thiên, ở bên Mỹ. Anh ấy có nhắn mình là sẽ mua quà cho hộ gia đình của bạn này. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong này để mua đồ nhá. Tạm thời thì mình sẽ mua 2 bao gạo. Bây giờ bạn Tú giúp thầy mang 2 bao gạo ra đi, để vào xe của thầy nhá. Quay cái xe đã, đi quay cái xe đã. Một bạn quay cái xe thầy. 2 bao gạo này. Bởi vì bà đã 78 tuổi rồi các bạn ạ. Và một bạn em của Nô là học lớp 3 và Nô thì hầu như hai bạn này đều không có sự hỗ trợ nào cả. Chỉ có ở nhà ăn ngô mèn mén với rau cải thôi. Cho nên mình rất là thương cho hoàn cảnh như thế này. Và hôm nay mình quyết định mình mua gạo này. Bà có, nãy mình có hỏi thì bà bảo muốn ăn bún này, ăn phở này nữa. Và ở đây thì mình sẽ tận dụng hết những cái đồ mà có ở hàng tạp hóa này. Chứ mình không thể ra ngoài huyện trở vào, đường nó rất là khó. Và mình sẽ mua ở cửa hàng tạp hóa này. Đi vào đây Tú, một thùng mì tôm này nữa. Bởi vì ở đây chỉ có mỗi cái mì tôm này thôi các bạn. Mì 6 tôm này này. Một thùng mì tôm này. Mua cho bà 2 gói đường. Phở này thì mua mấy bó đây nhỉ? Hỏi thăm Nô ăn mấy bó đây, lấy mấy bó đây. Lấy khoảng 5 bó đi. Nhá em, anh ơi cho xin cái túi. Để đấy. Bà là bây giờ không có khả năng lao động các bạn ạ. Nãy mình vào bà còn nhắn là bạn Nô này đi học thì chịu khó về để giúp bà lấy cỏ bò. Nhà thì có một con bò mẹ và một con bò bê và một con lợn. Cho nên là bà không thể lấy cỏ, mà em gái thì bé quá cũng không thể lấy cỏ được. Cho nên là bạn Nô này bình thường là em vẫn tranh thủ về lấy cỏ cho bà đúng không? Rất là ngoan. Đi học thì không nghỉ buổi nào, cũng rất là chăm chỉ. Để lấy 5 bó đi. Lấy đường chưa? Chưa. Đây lấy một cái thùng này này, về đựng đường. Anh ơi có muối nhỉ, cho 2 gói muối đi. Lấy đi em tự lấy đi. Đường này, muối này. Mua cho bà một chai nước ngọt đi. Em lấy một chai Pepsi kia. Bởi vì ở quán này có những gì thì mình sẽ tối đa hết cái. Bà uống nước gì hả Nô? Bình thường ấy. Cho từ tới tao lấy Pepsi đi. Pepsi cho nó uống cho nó ngon. Lấy cả dây sữa này nữa đi, dây sữa Vami. Lấy một chai đi. Đúng rồi. Em gái thì cuối tuần mới về đúng không? À học ở đây à? À thế thì mua đồ cho em gái nữa, bởi vì em gái ở với bà cho nên là mình sẽ mua thêm đồ cho em gái. Sữa này, đường này. Mình sẽ hơi vất một tí đây nha. Mấy thầy trò mình sẽ hơi vất một tí để vác cái đồ này lên đấy. Nhưng mà không sao, cố gắng. Lấy 2 cái túi lồng vào nhé, không tí đứt đấy. Mì tôm thì để cho bà với cả bạn nhỏ ăn sáng, nhà mình ra trường thì mình không cần nhiều đúng không?
Xem, anh tính tiền giúp em nhé. Xem gì nữa nhỉ? Nô xem còn mua cái gì nữa không? Không có muối sạch à anh? Hay có muối này thôi à? À, thế cũng được. Có mì chính không anh? Có. À, thế lấy cho mì chính nữa. Oppo, lấy Oppo đi. Đây, 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 đây. Đấy, Oppo. Đấy. Nô xem còn mua gì nữa không? Xem ở đây còn cái gì mua nữa không? Cái này em thích ăn cái gì em mua? Mua cho em như gái của mình. Em... Không, tí mình ra xã mình ăn, mình ra xã mua ấy ăn. Cứ mua cho em đi, em gái thích ăn cái gì mua ăn. Còn mình ra xã mình ăn thoải mái luôn. Cứ lấy khoảng 5-10 gói đi. Cho em nó ăn. Ừ, 5 gói này, 5 gói kia. Ừ, đấy. Đây là những cái đồ ăn vặt. Chắc chắn là em gái chứ ít có tiền để ăn vặt lắm đúng không? Bình thường bọn em có tiền tiêu không? À, no. Bình thường bọn em có tiền không? Không. À, rồi, mang ra ngoài đi. Rồi bây giờ anh tính tiền giúp em. Tháo đi từ từ rồi. Sí. Nếu muốn cho cái phe hả liền à? Còn nếu muốn thì anh cho cái phe nó khóc trong nó luôn. Dạ. Anh tiến nha. Anh sẽ kể đâu. Đúng rồi, cho anh tỏa, tỏa qua. Lại là một món quà thực tế nữa từ anh Thiên ở bên Mỹ. Facebook là Harry Nguyễn đấy các bạn ạ. Thật sự là rất là cảm ơn những cái tấm lòng ở phương xa như vậy, chia sẻ với bà con khó khăn. Bà đây. Mua mà Po, mua mà. 7-8 tuổi rồi các bạn ạ. Ôi. À.
đây này. Đây là chủ tịch huyện Mèo Vạc có tặng cụ Vàng Thị Mày, thôn Tỉa Cua Si này. Đây là đâu 75 tuổi chứ, các em bảo 78 các em lại không nhầm rồi, 75 rồi. Năm nay là 76 rồi. À, đây là bố à? Hải. À, no. Ông ơi. Ông à? À, đây là bố mẹ đây đúng không? Đây là em đây đúng không? À. Thế là trước bố mẹ cãi nhau nên bố là đi ăn lá ngón. Ôi này. Cũng rất là đẹp trai nhỉ. À, đây này, Tú. Lấy cái gạo này để lên chỗ cao cái giáo, để lên chỗ cao giáo kia, không để như dưới đất được. Đấy, để lên. Để lên cái bàn này này. Nhà hơi tối nhỉ. Ở dưới đấy không có bóng điện hay sao đúng không? Đấy, đúng rồi, để lên trên đấy. Cái mì tôm, thùng mì tôm để lên đây. Đấy, phở, những cái đồ đấy thì bảo treo lên nhá, muối. Bình thường muối nhà em để chỗ nào thì em để chỗ đấy nhá, nô nhá. Còn đường thì em bỏ, em bảo bà này. Bà chắc biết rồi đúng không? Bỏ vào cái hộp này. Nó khi nào mình uống thì mình bỏ ra, còn không thì mình vặn chặt vào nó đỡ bị chảy nước nhá. Đúng rồi. Thế là từ bây giờ nhá, tạm thời thì nhà mình sẽ có gạo ăn này. Ba bà cháu sẽ có gạo ăn, có mì tôm. Mì tôm này thì thoải mái, ăn sáng thì thoải mái. Và phở, đường, muối, mì chính, nước ngọt này để bà đi sữa đi. Đó. Bây giờ em dặn bà này là món quà này là của chú Thiên ở bên Mỹ, nước ngoài ấy. Chú có biếu nhà mình, tặng nhà mình, em nói với bà đi. Bò. Ở Johnny là do tu hay Thiên, Thiên nhóp ở nước ngoài. Ờ, Pu Pò. Ờ, Su nè. Su nè. Và Tha ở Phanh này. Đúng không? Nhóp ở nhà, nhóp ở nhà tới này. Đấy, thì thấy hoàn cảnh bà gia đình khó khăn và các cháu này thì mồ côi bố mẹ thì lấy chồng khác, hoàn cảnh rất là khó khăn, thì chú Thiên ở bên Mỹ chú tặng nhà mình những cái món quà như thế này. Thì hôm nay cháu đến đây cháu trao cho bà với cả bạn nô ở đây, thì hy vọng rằng bà sẽ có gạo ăn thì sẽ bớt khổ hơn, và bạn nhỏ đi học cũng sẽ có đồ ăn sáng này. Bà có phở ăn, bà thì bây giờ không có răng nữa rồi nhỉ? Xong mì tua. Xong mì tua. Đấy, bà thì không có răng rồi thì chắc phải ăn ăn cái này nhỉ? Ừ. Ăn phở thì dễ nuốt hơn, không nhai thì mình nuốt luôn được. Bà bình thường bà ăn mèn mén cũng khó nhai rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà mèn mén thì nó lại một cái bánh kẹo này nhá, nô nhá, dặn bà là để cho em gái này. Ừ. Nhá. Ừ, sữa nữa. Sữa để cho em gái, và bà em gái là uống tiết kiệm thôi, mỗi ngày một hộp thôi nhỉ. Ừ, inu hỏi luôn thôi. Anh đi bút mi tu ở à tu biết bút mi sai bút mi sai ờ rồi mà và phanh nọ nè và su nọ nè mi tông nè ờ mi tu ở ờ vâng thì qua cái video này thì em muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Thiên ở bên nước ngoài đã có những cái món quà thiết thực gửi tới ba bà cháu rất là khó khăn như này. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc để có thể đồng hành cùng và hỗ trợ được những mảnh đời bất hạnh khác nữa ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Bây giờ thầy sẽ biếu bà, cái này là quỹ tiền của chú Thiên thôi, là cho bà 150. Để bà mà ở đây thì mua trứng này, ở dưới này mấy nữa sẽ có trứng bán đúng không? Đúng. Là mua trứng và mua những cái gì bà muốn mua. Thì số tiền nó cũng rất là bé thôi. Đấy, còn đây là thầy cho em để ăn vặt, đi học ăn vặt nhá, tiêu tiết kiệm thôi nhá. Em gái thì sẽ sử dụng với bà chung cái số tiền này đi nhá. Còn 50.000 này là thầy cho em để em đi học và tiêu đồ ăn vặt nhá, tiết kiệm thôi nhá. Ừ, bây giờ thì thầy sẽ phải đi ra ngoài trường rồi nhá. Bây giờ thì ba thầy cho mình ra ngoài trường thôi. Có, tu múa. Ừ, được rồi nhá, cố gắng học nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào các bạn.